Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát sóng tối nay gồm những nội dung chính như sau. Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Góp ý kỷ yếu liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng lần thứ nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố gặp mặt các tiểu thương chợ trung tâm thành phố. Phần cuối mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết để có một mùa hè bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất với chủ đề của đại hội, đó là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, đoàn kết dân chủ, đổi mới, phát huy các nguồn lực, xây dựng thành phố phát triển bền vững. Về đánh giá tổng kết kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, thành phố cần chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan để tìm ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, trong đó cần xác định thêm nguyên nhân về công tác chỉ đạo. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng mục tiêu phát triển 5 năm 2016-2020, có ý kiến cho rằng đến năm 2020, GDP bình quân đầu người ước đạt 77-78 triệu đồng, đạt được trên cơ sở nào? Bên cạnh đó, các chỉ tiêu danh hiệu gia đình văn hóa, thôn tổ văn hóa, cơ quan danh hiệu văn hóa cần phải có chất lượng, tránh hình thức không chạy theo chỉ tiêu. Đồng thời đề nghị thành phố trong thời gian tới cần nghiên cứu, xem xét trong việc cấp phép xây dựng trang trại, quy hoạch khu chăn nuôi tập trung, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo môi trường khu dân cư, tránh tình trạng khiếu nại, kiến nghị kéo dài. Bên cạnh đó, việc xác định xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp cũng được rất nhiều ý kiến quan tâm và đề nghị thành phố cần đầu tư trong thời gian tới. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2015, Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015. Tại đầu cầu Bảo Lộc, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Quốc Bắc chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm, tổng giá trị tăng thêm theo giá hiện hành tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Riêng thành phố Bảo Lộc, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, thu ngân sách vẫn đạt thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, đạt khoảng 38% kế hoạch năm. Nguyên nhân là do chính sách thuế thay đổi và có nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả. Thành phố đề nghị ban dân tỉnh quan tâm đến vấn đề xuất khẩu chè đen, đặc biệt là thị trường Nga, và quan tâm giải quyết nguồn vốn tỉnh cho vay 15 tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 13 Hội đồng dân thành phố khóa 4 dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 2 và 3 tháng 7 tại hội trường Ủy ban dân thành phố. Trong kỳ họp này, Hội đồng dân thành phố sẽ xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp triển khai 6 tháng cuối năm, kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước cấp thành phố năm 2014. Báo cáo tiếp thu và giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp thứ 10 và 11 và trước kỳ họp thứ 13. Hội đồng dân thành phố cũng nghe Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2015. Chuẩn bị cho kỳ họp này, đến nay các tổ đại biểu Hội đồng dân các cấp thành phố và phường xã đã tiến hành tiếp xúc với cử tri địa phương để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, cũng như nghe các ý kiến, kiến nghị xung quanh các vấn đề cử tri quan tâm. Trong đó, rất nhiều ý kiến thiết thực liên quan trực tiếp đến quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, cũng như việc chậm triển khai một số dự án ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và chính sách đối với cán bộ cơ sở đã được cử tri nêu lên trong các buổi tiếp xúc.
Cử tri cũng mong muốn sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục điều hành tốt các chương trình kinh tế, an sinh xã hội, tạo điều kiện cho đô thị Bảo Lộc phát triển bền vững. Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2015, Ủy ban dân thành phố tổ chức họp góp ý kỷ yếu liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng lần thứ nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Lê Trọng Tuấn chủ trì hội nghị. Tại buổi họp góp ý, Ủy ban nhân dân thành phố đã giới thiệu những nội dung chính của tập kỷ yếu liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Bảo Lộc gồm 3 phần. Thông tin về các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu và hy sinh tại Bảo Lộc. Một số hình ảnh nghĩa trang liệt sĩ Bảo Lộc qua các thời kỳ và thông tin về những bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn. Sau khi nghe các thông tin nêu trong tập kỷ yếu, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bảo Lộc qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng đã bổ sung thêm các nguồn thông tin quý giá về các anh hùng liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Bảo Lộc. Đại diện lãnh đạo công an, các phòng ban cũng đã cung cấp thêm thông tin và góp ý về cách thức khai thác nguồn thông tin để hoàn tất tập kỷ yếu. Việc phát hành kỷ yếu về các liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Bảo Lộc nhằm tỏ lòng biết ơn, tri ân của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến, hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc, là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý văn hóa truyền thống, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Tập kỷ yếu liệt sĩ bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Bảo Lộc sẽ được thông tin rộng rãi để nhân dân biết và cung cấp những thông tin về các anh hùng liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Bảo Lộc. Người dân nào biết các thông tin xin liên hệ qua số điện thoại 0633 864 099 hoặc 0918 249 590 trong giờ hành chính. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc phát trên website baoloconline.lamdong.vn. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 19 tháng 6 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Phùng Ngọc Hạp cùng đại diện các cơ quan, phòng ban chuyên môn và công ty trách nhiệm hữu hạn VAT chủ đầu tư đã có buổi gặp mặt các tiểu thương chợ Bảo Lộc để lắng nghe ý kiến tiểu thương trước khi chuyển về chợ mới. Theo đó, từ nay đến hết 30 tháng 7 năm 2015, các tiểu thương chợ Bảo Lộc đã mua quầy sạp phải hoàn thành việc di dời từ chợ cũ sang chợ mới. Để tạo điều kiện ổn định kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ hỗ trợ mỗi quầy sạp 800.000 đồng tiền di dời và miễn đóng thuế tháng đầu tiên. Đơn vị chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn VAT cũng cam kết hỗ trợ toàn bộ các loại phí chợ trong 3 tháng đầu, không bao gồm tiền điện, nước. Về phía tiểu thương, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét lại thời gian thực hiện di dời cũng như định mức đền bù cho các hộ tiểu thương còn hợp đồng, tăng thêm thời gian miễn thuế, ưu tiên bán quầy sạp cho các hộ tiểu thương kinh doanh ở chợ cũ, bố trí quầy hàng ăn hợp lý và điều chỉnh thời gian mở cửa chợ từ 2 giờ thay vì 5 giờ sáng. Các ý kiến kiến nghị của tiểu thương được Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận và xem xét giải quyết trên cơ sở hợp tình hợp lý và có lợi cho tiểu thương để ổn định việc kinh doanh. Được biết, chợ trung tâm thành phố hiện có công suất 720 quầy sạp. Hiện nay đã có 510 tiểu thương đăng ký mua, trong đó 410 hộ tiểu thương đã được bố trí chỗ kinh doanh ổn định. Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Ủy ban dân thành phố đã ra quyết định 1369 về kế hoạch di dời chợ Bảo Lộc hiện hữu sang chợ trung tâm thành phố. Quyết định này chấm dứt chuỗi ngày dài chờ đợi của bà con tiểu thương để họ có thể yên tâm với việc kinh doanh của mình. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chợ Bảo Lộc hiện hữu được thành lập vào những năm 60 của thập kỷ trước, xây dựng lại vào năm 1993 và hoạt động liên tục từ đó đến nay. Trong quá trình 22 năm, chợ Bảo Lộc không được đầu tư nâng cấp nên hiện trạng đã xuống cấp trầm trọng về cơ sở vật chất. Di dời chợ hiện hữu sang một khu chợ mới khang trang là điều mà tiểu thương nào cũng mong mỏi. Tuy nhiên, với sự chậm trễ của dự án do tiến độ thi công ì ạch và những tranh chấp kinh tế khiến tiểu thương tại chợ cũng như người dân thành phố đã chờ đợi quá lâu suốt 7-8 năm qua. Vì vậy, quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố cuối tháng 5 vừa qua về việc di dời làm đa số tiểu thương hy vọng tình hình kinh doanh sẽ thuận lợi hơn. Chúng tôi vẫn mong muốn là qua cái chợ mới, tại vì cái chợ cũ này thì nó lâu năm rồi, điện đó nó cũng chập nhiều, cho nên nó cũng sợ cái việc cháy nổ xảy ra đó. Cho nên là cũng mong rằng qua cái chợ mới thì mình cảm thấy cái mức độ đó nó an toàn hơn.
và cũng mong rằng là qua chợ mới thì hy vọng là chợ nó sẽ phát triển tốt và tiểu thương của chúng tôi sẽ bán hàng nó đắt hàng. Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến về thời điểm di dời. Mặc dù theo phương án bồi thường hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố thì vẫn sẽ hỗ trợ cho các hộ phải tạm ngừng kinh doanh trong thời gian di dời chợ từ 1 tháng 6 đến 30 tháng 7 năm 2015 trên cơ sở tính toán doanh thu, thu nhập của hộ tiểu thương. Ở chợ này có một số hộ thì đã hết cái thời gian hợp đồng rồi, còn một số hộ chưa hết thời gian hợp đồng. Thì theo tôi nghĩ thì nếu đã di rời hết thì những hộ mà họ hết hợp đồng họ sang thì tất nhiên là còn lại những người mà còn chưa hết hợp đồng thì nhà nước còn đền bù lại cho, ủy ban đền bù cho thì tất nhiên phải sang theo thôi. Thưa quý vị và các bạn, với kế hoạch di dời chợ của Ủy ban Nhân dân thành phố thì hiện chúng tôi đang có mặt tại chợ trung tâm Bảo Lộc để ghi nhận về tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng quầy sẹp để đưa vào kinh doanh. Được biết về phía công ty VAT đã sẵn sàng cho việc đưa chợ trung tâm Bảo Lộc đi vào hoạt động. Chợ trung tâm Bảo Lộc do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ và thương mại VAT thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, tổng diện tích 50.000 m2. Chợ có kết cấu 2 tầng với quy mô 700 quầy sạp và đến thời điểm hiện tại, công ty đã bắt đầu bàn giao quầy sạp cho các hộ tiểu thương đã đăng ký. Được biết hơn 300 quầy sạp đã được nhận, tiểu thương đang chuẩn bị sửa sang quầy sạp của mình, chuẩn bị cho việc di dời chợ Bảo Lộc hiện hữu sang chợ mới, thực hiện từ ngày 2 tháng 6 đến 30 tháng 7 năm 2015 theo đúng kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo ghi nhận của chúng tôi, công ty VAT hiện đã hoàn thiện công trình với các hạng mục khối chợ chính, văn phòng quản lý chợ, khu tự sản tự tiêu, thực hiện đúng chủ trương quy định của pháp luật về kinh doanh, thu chi tài chính, văn minh thương mại, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chợ gồm khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy, giao thông cho phương tiện chữa cháy, bật chịu lửa 2, hệ thống thoát nạn, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, hệ thống chống sét đã được cơ quan chức năng nghiệm thu và chứng nhận an toàn. Thời gian tới, công ty sẽ giải quyết thêm các quầy sạp đăng ký mới, xử lý những quầy sạp đăng ký trùng bằng hình thức bốc thăm để chuẩn bị đưa chợ vào hoạt động. Các tiểu thương cho biết, chuyển việc kinh doanh sang chợ mới là điều đương nhiên, nhưng vấn đề họ quan tâm lúc này là những chính sách hỗ trợ của nhà nước, ngân hàng, cũng như phía chủ đầu tư là công ty VAT về thuế, về khoản tiền cọc mua quầy sạp, cũng như những hỗ trợ cho thời gian đầu kinh doanh tại chợ mới. Xin giảm thuế cho tới ngày 1 tháng 1, 2016 hệ đóng thuế. Chứ 3 tháng đầu thì nhiều khi tiểu thương qua chợ còn ế lắm, chưa có chịu đâu. Từ vì cái chợ cũ bây giờ tháng này nó còn ế lắm. Đó, còn đi qua thì ai cũng đi mụn thịt xích, thích đi qua cái chỗ mới mẻ thôi. Đó, chứ còn người ta trong người ta rất là lo. Về vấn đề mà tiền của mà chợ mà chúng tôi phải trả, là cũng xin ủy ban là cũng can thiệp để cho chúng tôi được trả thành như vậy là thành nhiều năm. Chợ trung tâm thành phố đi vào hoạt động sẽ đem lại một diện mạo mới cho thành phố trẻ Bảo Lộc, một sự khởi sắc mới cho nền kinh tế địa phương. Bởi vậy chung tay giải quyết những khó khăn vướng mắc cho bà con tiểu thương để họ yên tâm với việc kinh doanh là điều cần thiết nhất trong thời điểm này. Công trình này là công trình chợ loại 1. Đấy, công trình 1. Mà công trình này là công trình được quy chuẩn của Việt Nam mà quy định là đạt yêu cầu, đúng yêu cầu hiện tại và cho cái định hướng phát triển sau này và sau này nữa là phù hợp. Bởi vì trong thương mại là chợ và siêu thị nó có những cái ràng buộc rất chặt chẽ với nhau. Thế thì chợ của chúng ta sau này chuyển về một phần là siêu thị hay siêu thị 100% đều phù hợp. Đấy là việc thứ nhất về vấn đề công trình kiến trúc. Việc thứ hai là nó tạo thuận lợi cho cái việc mua bán, sinh hoạt, trao đổi về thương mại của người dân trên địa bàn chúng ta. Mà rất quan trọng là ở khách ở nơi khác đến. Và cái việc tập kết về những cái hàng hóa cho cái và cái trao đổi hàng hóa là cái chợ trung tâm. Nên việc di rời chợ thì nó rất là cần thiết và rất là quan trọng. Đến bây giờ thì chúng ta đã thông tin trên các kênh là công khai là 20 này là chúng ta di rời. Việc chuyển chợ là chúng ta dành toàn bộ những cái quyền lợi cho người đến chợ và người ở chợ, tức là tiểu thương, là người buôn bán. Quyền lợi phải dành cho họ đã, ưu tiên cái này cho họ đã. Thì đấy là cái đầu tiên, đặt cái vấn đề lên trước. Thế thì như vậy là tất cả những cái quyền lợi là thành phố Bảo Lộc dành cho tiểu thương. Ví dụ như là vị trí là đúng vị trí ban đầu. Ví dụ như là diện tích sẽ lớn hơn.
ví dụ như là không gian là không gian đảm bảo tốt hơn. Chúng ta rời chợ có nghĩa là phải cái gì nó mở cửa cho tiểu thương, họ là những người chủ của cái chợ đó. Thì chúng ta phải tạo thuận lợi cho họ. Vào lúc 11:30 tại km 121+450 quốc lộ 20 phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 62L5929 chưa rõ tài xế chạy hướng từ Bảo Lộc đi Đà Lạt gây tai nạn với xe mô tô mang biển kiểm soát 49K1-21785 do anh Nguyễn Chí Tài sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc điều khiển. Phía sau chở Phạm Phú Quốc, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú Lộc Tiến, Bảo Lộc, đi ngược chiều. Sau khi va chạm, xe ô tô lao sang bên đường bên phải, tiếp tục va chạm với xe ô tô mang biển kiểm soát 49A-09626 và va chạm vào phía sau xe máy mang biển kiểm soát 49K1-18801 do Đặng Thị Hoài Thanh, sinh năm 1972, hộ khẩu thường trú phường 1, thành phố Bảo Lộc. Hậu quả, xe ô tô bị hư hỏng nặng, anh Nguyễn Chí Tài chết tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Trần Đình Úc về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra như sau. Từ tháng 4 năm 2015, qua theo dõi đối tượng Trần Đình Úc, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tổ 14, phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã quyết định thành lập chuyên án MB15. Sau khi sử dụng các biện pháp điều tra nghiệp vụ, đến ngày 17 tháng 5 năm 2015, đội đã bắt quả tang khi Úc đang vận chuyển trái phép lượng ma túy khá lớn với trọng lượng thu giữ tại hiện trường là 10,83 gram heroin từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán cho các con nghiện kiếm lợi nhuận. Được biết, ngoài hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trần Đình Úc còn là đối tượng liên quan đến hình sự tiêu thụ tài sản cho người khác phạm tội mà có. Hiện công an thành phố đã bắt tạm giam Trần Đình Úc về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án buôn bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân Bảo Lộc nêu, Châu Thiên Bảo, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Lộc Sơn, Bảo Lộc, là đối tượng nghiện ma túy. Qua nhiều lần mua ma túy về sử dụng, đối tượng thấy việc buôn bán ma túy thu lợi cao. Nên từ đầu tháng 10 năm 2014 đến ngày bị bắt, Bảo đã nhiều lần đến khu vực phường Bờ Lao mua ma túy của đối tượng tên Na mang về sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời. Ngày 17 tháng 12 năm 2014, Châu Thiên Bảo bị bắt tại khách sạn Thuận Hòa khi đang thực hiện hành vi tàng trữ 1,117 gram có chứa chất methamphetamine. Ngoài ra, tại hiện trường còn thu giữ một bình thủy tinh dùng để sử dụng ma túy và 3,6 triệu đồng tiền buôn ma túy. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên án phạt Châu Thiên Bảo 4 năm tù giam về tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Mặc dù thời gian nghỉ hè chưa lâu, song tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm của trẻ nhỏ. Tại thành phố Bảo Lộc, trong những ngày cuối tháng 5 vừa qua, cũng đã xảy ra một vụ chết đuối làm ba em tử vong. Thực tế này đang đòi hỏi cộng đồng phải tích cực chung tay góp sức phòng chống tai nạn cho trẻ nhỏ, nhất là trong những ngày nghỉ hè. Bảo Lộc có rất nhiều khu vực ao hồ lớn và các dòng suối tiềm ẩn nguy cơ đuối nước. Những năm qua, chết đuối là một trong những nguyên nhân gây tử vong lớn ở trẻ em trong dịp hè. Theo thống kê sơ bộ, vài năm trở lại đây, hầu như vào kỳ nghỉ hè, trên địa bàn lại xảy ra các vụ chết đuối. Mà nguyên nhân chính là do sự chủ quan lơ là, thiếu quan tâm của cha mẹ, để các em vui chơi, tắm ao hồ không có người lớn đi cùng. Đã từng xảy ra nhiều trường hợp, trẻ không biết bơi hoặc bơi chưa giỏi và không có kỹ năng cứu đuối lại nhảy xuống nước cứu bạn, dẫn đến hậu quả không những không cứu được bạn mà bản thân cũng tử vong.
Khu vực suối Đá Bèn, phường Bờ Lao với cảnh quan đẹp thu hút các em đến vui chơi tắm suối mỗi khi hè đến và cả trong những ngày nghỉ. Nơi đây cũng đã từng xảy ra những vụ chết đuối. Để cảnh báo đối với các em học sinh và phụ huynh tránh những điều đáng tiếc xảy ra, ngay từ đầu hè, công an phường đã tổ chức lực lượng kiểm tra cắm biển cấm, biển cảnh báo nguy hiểm để phòng chống cho các em và người lớn khi đến khu vực này vui chơi. Được Ủy ban dân phường đồng ý là cử lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với lực lượng công an phường để mà tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ công tác tuần tra, đặc biệt là vào các cái giờ cao điểm mà thường các em tụ tập đến các cái khu vực sông hồ để mà vui chơi giải trí, để mà kịp thời phát hiện rồi tuyên truyền vận động các em là không đến vui chơi sinh hoạt ở gần các cái khu vực sông hồ, đặc biệt là không xuống tắm ở các cái sông hồ và dễ dẫn đến cái tai nạn đuối nước như vậy. Địa bàn phường 1 cũng là nơi có nhiều ao hồ rộng lớn, nằm ngay khu vực trung tâm như Hồ Bảo Lộc, Đồng Nai, Nam Phương. Hàng ngày, các khu vực hồ này có nhiều người đến vui chơi tham quan, trong đó có nhiều trẻ nhỏ. Cùng với việc tuyên truyền về phòng chống tai nạn cho trẻ, và mỗi dịp nghỉ hè, phường còn kết hợp với hồ bơi tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ. Đó cũng là cách chính quyền địa phương tham gia chăm sóc bảo vệ các em trong những ngày hè. Tổ chức học bơi cho các em, tạo thêm nhiều sân chơi vào dịp hè, gần gũi với cái cộng đồng, tổ chức của đoàn thanh niên và gần với những cái sân chơi mà phường đã tổ chức. Do đó thì nó tránh những cái như năm 2013 ở năm 2014 thì cái việc mà đuối nước ở trên những cái hồ trên toàn phường là không xảy ra. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ, song chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các phụ huynh, chưa quản lý giám sát chặt chẽ con trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý trẻ cũng rất khó, không phải lúc nào người lớn cũng có thể bên cạnh, nên biện pháp cần thiết nhất là hãy dạy cho trẻ tự bảo vệ. Đó là dạy cho trẻ những kỹ năng thiết thực nhất khi đối mặt với các tình huống xấu, trong đó có việc cho trẻ học bơi tại các hồ bơi trên địa bàn. Tôi nghĩ là hè thì rảnh, rồi con mình nó học một môn thể thao nào là tốt, nhưng mà môn bơi là nó toàn đều hết con người, thể thao mà môn bơi nó đều con người thì nó khỏe, nó tốt. Là thứ nhất, thứ hai là khi mà đi sông, đi suối nó lớn một chút, nó đi, có đi như vậy nó cũng an toàn cho bản thân, nó biết bơi, có chuyện gì thì nó cũng yên tâm hơn. Tự vì các tổ dân phố nó có đều có những sinh hoạt hè, và trên như nhà thiếu nhi của chúng ta cũng có những cái trò chơi, chúng ta nên để cho con cái chúng ta tham gia, vừa sinh hoạt lành mạnh mà vừa tốt cho sức khỏe của mình. Không nên để con cái chúng ta tự do đi tụ năm tụ ba đi đến những khu vực nguy hiểm này. Thêm vào đó, để tự bảo vệ bản thân, các em cũng cần được nhắc nhở nên tuân thủ hướng dẫn, phải luôn lưu ý đến các biển cảnh cáo, biển cấm tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các ao hồ, sông suối, để tránh xa các khu vực có nước chảy xiết, vùng trũng, để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân hay một cơ quan nào, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Để hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, thiết nghĩ các cấp, các ngành chức năng, gia đình và toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này, đề ra các giải pháp thiết thực, trong đó đẩy mạnh công tác dạy bơi cho trẻ nhỏ trong mùa hè. Bài viết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Bảo Lộc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Để theo dõi lại nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng truy cập website bảoloconline.lamdong.vn. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.